Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Phèng. Hiện tại thì Phèng đang ở thôn Tân Sơn của xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang các bác. Ngày hôm nay thì Phèng đưa các bác đến thăm lại gia đình của bà cụ nuôi 5 người cháu, một cháu ngoại và 4 cháu nội. Cháu ngoại thì là thực sự với các bác là có một cái hoàn cảnh khá đặc biệt. Mẹ của cháu đấy thì không biết bố là ai các bác. Và còn 4 cháu nội kia thì là anh con trai của bà ấy, là bố của các cháu ấy, thì là cũng có thời gian vừa rồi là cũng đi lang thang và có thông tin là uống rượu rất là nhiều, không chăm sóc được gia đình các con. Còn vợ của anh ấy thì đã bỏ đi về Hà Giang, đã tìm một công việc khác, cũng để lại các cháu từ lâu rồi. Hiện tại là 5 cháu ở với bà và hoàn cảnh rất là khó khăn. Hôm trước thì có bạn QA và những người bạn giúp một số tiền 1 triệu để phụ giúp gia đình. Hôm trước Phèng vào thì Phèng cũng có thông tin nói với bà là số tiền này bà giữ lại để có thể là sau này mà ai giúp thêm để làm được nhà hoặc là làm được thêm các công trình khác thì bà giữ lại. Và hôm nay có một cô tên là cô Minh Hòa ở Đông Anh, Hà Nội, cô gửi số tiền 2 triệu là giúp cho bà, thì Phèng xin phép được giữ lại cái số tiền đấy. Phèng lên là thông báo với gia đình thôi, là cũng giữ lại để ví dụ như các bác có giúp thêm ấy thì Phèng có thể làm được cái việc to hơn, như kiểu sửa nhà, sửa bếp hoặc là giúp cái gì nó to lớn, đưa cho gia đình số tiền lớn thì chưa chắc hiện tại gia đình cũng đã sử dụng vào việc gì, mà để ở nhà nhiều cũng không tốt. Và hôm nay là Phèng là ngày cuối tuần các bác, nên là Phèng có mua một ít thức ăn, mua thịt đến để mà ăn cơm cùng với các cháu. Theo thông tin Phèng biết thì các cháu cũng đã lâu rồi chưa được ăn cơm. Giờ mời các bác đến thăm nhà của bà. Hôm nay là chủ nhật nên là các cháu ở nhà. Đấy, mùa này các bác, đây là cái cây gạo này. Cái cây gạo này thì nó cứ rụng lá xuống thì nó nở hoa. Đặc biệt là tháng 3 là có một cái bài thơ là tháng 3 mà khi hoa gạo rụng xuống thì bà già cất chăn các bác. Cái khu vực này là đang là dốc Bắc Sum, một trong những cái con dốc là uốn lượn đẹp nhất cái khu vực từ dưới thành phố Hà Giang lên, là trên quốc lộ 4C đi Đồng Văn các bác. Thịt treo ấy. Thế là thịt này bà đi mua về hay là thịt bà lấy ở đâu? Bà thì bà ở trong nhà mua về thịt thôi, không có lòng thịt ra. Lâu chưa ạ? Lâu ấy. Bà mua thịt này lâu chưa? Mua lâu ấy. Thế là để dành để ăn cấy ngô đây à? Thế hôm nay con cũng mua thịt nên thì con hôm nay không ăn thịt đấy nữa mà để cho bà treo lên nhá. Đây này. Mình ơi. Bà ơi, đây. Đây con mua cho bà một túi thịt để hôm nào. Nhưng mà cái thịt này của bà treo lâu chưa? Nhưng mà hơi có mùi rồi đúng không? Là mùi thực sự nó hơi bị ấy một chút, là do thời tiết. Đâu rồi các em bé, đâu rồi, ra đây nó tha nào, ra chú xem nào. Anh con trai bà đâu? Đi bên kia họ đang làm macro, nó đi sang bên kia. Thế là hôm nào cũng đi ạ? Từ hôm cháu đến là đã về chưa? Chỉ về mùa pưa không à? Lại mùa tua. Ban đêm nó về nhà xong là anh xã nó lại đi. Cứ ban đêm về xong là ban ngày lại đi. Dạ. Cái thịt này là đợt trước là bà mua về hay là thịt lợn nhà mình? Vâng.
Đâu rồi các em bé trốn đâu hết? Mình gọi các em về đây. Mẹ, mẹ chỉ lừa ta à? Mẹ lừa ta à? Thế mà từ trên giá thế mà thay ra mẹ nó mẹ hay chỉ chín mừng xem mà. Mấy đồ đồ lâu yên sẽ chỉ là từ là có. Có một ít thịt nên là để dành thi thoảng mới được ăn à bà? Các cháu đòi ăn thì là cũng không được à? Nó lấy. Bà mà vẫn ăn được. Thế hôm trước con đưa cho bà tiền bà đã tiêu chưa? Cho tao dùng cho nó mua này. Cho con nó mấy tuần này mua thì tao dùng có. Chưa, bà bảo là chưa tiêu tí nào. Để dành. Để cho nó nhỏ này phải cho tao dùng nha. Bà bảo là anh bảo để xong là nó vẫn để đấy chưa dùng tí nào. Bà ơi, hôm nay lại có một cô nữa, cháu gọi bằng cô cũng được, gọi bằng chị cũng được, nhưng mà gọi bằng cô bởi vì gọi thay các cháu đây, là giúp cho bà 2 triệu nữa, là cô ấy tên là cô Minh Hòa, ở Đông Anh, Hà Nội. Mình phiên dịch đi em. Mấy đứa à, hù... nhớ già của Hàn Nội hả, nhất đội, nhớ già của Hàn Nội, giá ba mấy ớt chó này. Nhưng mà cái số tiền 2 triệu ấy cô gửi cho bà thì là bà có muốn cầm không hay là để cháu cầm giúp cho bà? Nghe ta có ta mua ở chỗ ấy, ở chỗ ta có hay có một trời cho tí là hơn một tuần là sẽ có tua con này. Nên tố tới tao mà, cứ tố chế trả chê này dùng người ta là... Bà bảo là anh cần cũng được. Nhưng mà nếu mà bà giữ được thì thôi, hay là anh cứ đưa cho bà nhá. Giờ tới cả ngã cả tiết tầm luôn, mua cả tiết tầm. Mua được cũng là cứ tư khả cứ chế à, nhòn. Nhưng mà có giá trẻ chỉ dùng nó, tại họ chỉ dùng mấy khả chế à. Nhà con này... Nhà con anh chỉ mua được cả tiết tầm. Thế tí đưa cho... Đây, thế em... đưa cho bà là 2 triệu nhưng mà bảo bà là bà phải giữ nhá. Đừng chân nắm một con này cả khảo chạy chia ra sẽ bữa nếu như bữa hôm mình đầu từ tây ban này họ quay giả bữa đây. Ồ, ô lê mà đi tù ba tù nó ba à ô lê họ ô tù tu lại cháu này ta chỉ em cái gì tu cũ hết. Ở chỗ. Ồ, năm mà 2 triệu. Bà giữ nhá để bà giữ để xem là các bác mà giúp thêm để làm nhà cho bà. Cái chế ra như này thảo thì sẽ bố ba tuần đầu thì họ ở chế thì sẽ ở tự lúc nó sẽ ở chế sải nhà bố ban đầu ở chế sải thì này họ làm lúc ở chế thì nó tiếp đầu. Hy vọng là thời gian tới là có thêm nhiều các bác mạnh thường quân nữa để giúp mỗi người một chút để phen có thể giúp được cho bà sửa lại nhà hoặc là làm lại lền hoặc là giúp được cái việc to lớn cho bà. Thực sự với các bác hôm trước là cũng biết bà có một mơ ước là làm được một ngôi nhà để cho 4-5 cháu bé ở, nó tốt hơn các bác ạ. Ngày mai thì Phen đi với cùng với cán bộ đoàn thanh niên của xã Minh Tân, nếu còn thời gian thì Phen sẽ lên đây. Ngày mai thì Phen sẽ lên khu vực Thượng Lâm thăm ông bà người Hán. Bà cấy hết ngô chưa? Cái chả bắt cái tà tao này. Cái chả tà là... Cấy hết rồi. Con gọi các em, các chị về đây. Các mà hôm qua, áp bài từ phai than nó nổi. Lúc ý chí là từ lý lại. Bố lâu từ giao tới từ lúc ý... Hãy nhớ xá kéo mà lại chí là từ xú ạ. Nên là cho mẹ áp bài từ con lúc mất than nó mới lại dễ cho dân thì mà. Ôi bố nói à? Mua mất đâu về hết đây chú xem nào chạy đi đâu nó là
Ai tên là Ngọc nhỉ? Con là tên là Ngọc đúng không? À. Phải không? Đứa cả chứ. Ngọc đâu? Của nhớ tỏa trả. Nhớ tỏa trả thế nào? Từ lúc Ngọc nó. Từ lúc Hùng Ngọc nào. Con về đây chú xem nào. Con tên là gì? Tên là gì? Lam mà đúng không? Đây xem làm gì mà mặt đen xí này. Đây. Con thích gì? Con thích gì nhất? Con nhớ gì nè. Không, đi ra nó tha đi. Ơ thế Ngọc đâu? Lớn nhất mà. Từ không Ngọc mà từ lúc tạt lẹ. Ấy từ đâu từ nãy từ không Ngọc nó vậy à? Chị hả? Cao phương nó. Thế đâu là cháu ngoại đâu? Từ giờ đứa này. À đấy à? Ra chú hỏi. Cầm một cái. Con tên là gì? Con tên là gì? Hiền, con nói là con tên là Hiền. À, mẹ có hay về thăm con không? Con nhớ mẹ không? Cũng không nhớ mẹ luôn. Xinh gái. Thế là Hiền năm nay bao tuổi rồi? Sẽ là 7 tuổi. Con thích gì nhất? Xuống chân nãy cho con nhìn lùn lắm. Con thích ăn thịt hay thích ở nhà to? Con thích ăn thịt hay thích ở cái nhà to? Con nhảy năng ai là chỉ cần nhảy nhau lướt cháy lùn nè. Có hai cũng mà là kia ra được tin là mà. Có hai mà, con nhảy nhau. Con nhảy năng ai là nhảy nhau lướt cháy lùn nè. Có hai cũng mà kia ra được tin là mà. Hai lắm. Có tế con nhảy nhau cháy lùn là chỉ con nhảy nó cái chứ nè. À, nó bảo là nó thích ở cái nhà to thôi. thích ở nhà to à? Thế bây giờ là con đang ở đây với cả các chị con à? Mấy chị ngủ chung một phòng này? Mấy người? 4 người à? Thế em con trai kia là ngủ với bà hay là ngủ chung với các con? Chung với bà. Nào bạn kia nữa. Thôi con ra kia ăn kẹo đi tí, chủ gian nói chuyện với cả con. Chắc là bác ấy, bởi vì Phen nhiều tuổi hơn. Mẹ của cháu bao tuổi hả bà? Cháu của cháu dịp bao này thì cũng có bấy cả chồng xe thì tôi ạ. Cháu nhiều nó ở thịt nế này. Từ nó qua cho tuần thái tố là thì hả? Tuần thái tố ế. Thế tới mua nó còn nâng cầu gì, nâng cầu chua thế lực. Tầm 28, 29 tuổi. 28, 29 tuổi thì ít tuổi hơn Phen Phen. Ba. Po à? Bà Po có quý con không? Cặp cặp và nhẹ nên này, từ tin lâu là xin tập phát nữa nè. Nhẹ hai giờ muốn được tập phát hàng ngày lên. Bà bảo là có. Chúng muốn được tập mà thì hơi giờ chỉ được tập và chờ cái luôn. Đâu cho chú đi xem chỗ bọn con ngủ nào. Các chân này xong mới cho khách chập pin. Nhanh. Chậm à? Chân thì nó bên này ta vô thả tôi bên này. Đâu? Bốn chị em ngủ đây à? Đâu? Mẹ sao lại hỏi mà ngủ? Ui, nó bên này hay vậy? Không có điện tối nhỉ? Bật điện ở đâu hả con? Đâu? Bật. Có biết bật đâu? Cắm ở đây chú cắm nhá. Ui. Cẩn thận nhé cái trên kia nó. Ui. Đâu ai ngủ ở đây? Những bạn nào ngủ ở đây? Mẹ chả từ Phương nào. Ngọc với Phương à? Ngọc đi đâu rồi? Ngọc trốn thì à? Phương đâu? Phương là đây à? Hai người lớn nhất là ngủ ở đây à? Sách vở con để... Đấy. Phải dọn dẹp chỗ ngủ ấy chứ. Đây. Thế... Đi ra ngoài này. Sao con bị sao mà bài bắt cảm này? Ốm à? Thế con ngủ đâu? Con tên là Nam nhỉ? Đâu, Nam ngủ đâu? Nam phải đi rửa mặt đấy chứ. Nhìn mặt. Những đứa bé ngây thơ các bác ạ. Thế đây là ai ngủ ở đây? Bố. Bố à? Một mình bố ngủ đây à?
Với ai? Với con á? À. Nhưng mà bố uống rượu say về, bố có chửi con không? Ờ. Hôm nào con trai bà cũng uống rượu à? Ngày nào cũng uống? Ngày nào cũng uống mà. Ngày nào cũng say? Ờ ha. Thế nhỉ? Bà bảo ngày mai ngày kia nó là đi lạc thuê, nó không ở nhà uống rượu. Uống rượu nhiều quá. Măng này là bà lấy ở đâu về đây? Đâu có tổ luôn. À, lái đi ở bên kia về. Bà đi lấy hay là ai? Cầm. Hai mình nhỏ đi nè. Các con nó đi lái này, bà không đi. Bây giờ còn mỗi măng này là ăn cơm này hả bà? Hôm nay là bà biết là Phương trợ lý mình bảo là lên đây nên là bà mới làm thịt. Chứ bình thường thì chắc bà cũng không làm đâu các. Phải để dành, thi thoảng là có dịp gì thì mới mang ra để ăn đấy các bác. Ai làm nhà cho con Ngan đây? Bà. Bà làm à? Chạy ra đây làm gì? Nú cả dưới gốc chuối này. Chết lạnh này. Về đây đi. Con thích gì nào? Trả lời thích gì? Thích ăn thịt hay thích? Con nhẹ ăn gì nè. Nó lại bảo nó thích ở cái nhà to. Không thích ăn thịt. Không thích ăn thịt à? Thế học cùng một lớp thì ai học giỏi nhất? Ngọc lớn nhất đúng không? Ngọc lớn nhất là học giỏi nhất là đúng rồi. Xong đến bạn nào? Nhưng mà sách vở là bọn con dùng chung à? Học chung à? Vở thì mỗi người một quyển chứ đúng không? Ờ. Thế lần trước chú cho con tiền 100 nghìn đấy, con đã tiêu chưa? Chưa. Đâu rồi? Đi cho bố rồi. Ui. Thế còn con? Đưa cho bà. À, đưa cho bà. Còn con? Bố. Ui dồi, đưa cho bố nữa thì này. Con đưa cho ai? Ui dồi, lại bố cầm. Thế thì không được rồi. Mỗi em bé này là cháu ngoại là đưa cho bà cầm các bác. Bố hay đi uống rượu thì lần sau thì đưa cho bà cần. Đưa cho bà thôi. Ừ, đưa cho bà cần, bà đi mua, mấy đi mua gạo ấy, mua thịt cho cắt cháu ăn. Bọn con ăn xong kẹo là đi rửa tay rửa mặt hết đi nhá. Mặt mũi. Mẹ là thật à, nó mẹ rửa tay rửa mũi tay gì nó mó. Lần trước vào là ăn rau rồi các bác ạ. Ô, cái chỗ này bà với cả mấy em ngủ đây này, cháu ngoại ngủ đây, nó sơ xác, đây có bể nước. Nào đi rửa chân tay mặt mũi đi con, rửa sạch vào không tí đấy bẩn. Nếu mà tắm thì tắm ở đâu? Mẹ đá đây, đá nó là sẽ đá ra tắm ở đây này. Ở đây à? Thế ngày nào cũng tắm chứ hay là một hai ngày mới tắm? In nó tết đá là gì? Ở nó ngày đá này. In nó đá gì là gì? Ở bên nó đá gì à? Ra rửa tay con. Hả? Mấy hai mà. Mấy ngày tắm một lần. Nào lau sạch mặt mũi chân tay đi. Trợ lý mình ra xem kiểm tra rửa luôn tay cho các bé này. mẹ cho da trắng này, mẹ da trắng này. Ủa đây chặt chặt.
sắp 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 đi. Bạn nào có nước mũi thì phải xì hết nước mũi ra. Cứ xịt vào xịt ra thế. Con mặc này có lạnh không? Con nhận là rúa nào. Không lạnh á? Rúa chạy chạy. Chú còn phải mặc áo khoác này con. Rúa nào bạn, rúa nào. Rúa cho cao. Tập trung rúa tê đệ. Rúa chạy anh thì bắt cho tụt đây lại dẻo. Rúa nhận anh thì bắt cho tụt đây hay dẻo. Tiểu hú ngọc này khiêm một tí lá. Chị bao? Đến này thì tôi thích chị khía lọ. Ông quá to lá. Mẹ bà chạy thật à? Bảo gì? Bảo là Ngọc nó chạy đi bên kia rồi bảo có để kiểu phần của nó cho nó bảo để. Hôm nay là mai ngày kia là lại phải đi học các bác. Ô phải rúa nhanh tay lên. Ngồi chết lạnh. Vào còn nò mỏ cơ. Thích chú đến không? Lần sau chú lại đến nhá. Hay là không đến nữa? Đến đến. Thích anh đến. Cứ hôm nào đi học về thì chú lại đến. Nhưng mà phải học giỏi cơ. Rồi sửa đi. Ngồi mân mê lâu quá. Mất chân này. Trước khi ăn cái gì phải rửa tay chân mặt mũi nhá. Rồi đi vào dọn cơm, ăn cơm. Em ấy ho rồi. À ra đây cho chú chụp cái ảnh nữa đó. Một tấn lại tới tít lại trả sáng. Cả po nữa, po à? Cho mi nhỏ phen phen chụp cái ảnh. Chụp ảnh tiếng Mông là gì nhỉ? Chọ xạ. Po à? Mi nhỏ chọ xạ. Phải không? Phải không? Chọ xạ. Tuần đầu nãy này chọ mấy sáng. Thiếu chị Ngọc lớn nhất các bác. Chắc chạy đi đâu rồi. Po à? Nhất ở lúc hạt chọn, nhanh 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 ở lúc hạt chọn. Ok, rồi. Nào. Cái nhau hộp lao rồi, tiếp tục. Mày nhau ở xa hết mà. Nó nhà cá tít tao. Kìa áo kìa. Ok, nào. 1 2 3 nhá. Cười nào 1 2 3 cười. Rồi. Bà quý cháu nhỏ nhất. Không được kéo áo lên con. Cá chân lọc á sao? Cá lúc thì tiếp luôn này, ta lại chấm nhá. Bà thương tất cả. Không biết thương đứa nào thương như nhau hết. Thế bà phải ăn nhiều xong là để còn nuôi các cháu đi học nha. Ừ. Đi, bà nấu cơm chín chưa? Chứ bà tao xế ạ. Đi. Một cháu món nào ạ. Hôm trước nói chuyện với bà còn khóc các bác ạ. Rất là dễ xúc động. Đấy, mỗi bạn một việc. Mỗi bạn một việc để sắp cơm. Hàng ngày bọn con làm như nào bọn con làm lại đi. Cuộc sống bình thường. Chẳng dầu sạch thì dối dạy chẳng ta. Dầu nhỏ có em dối hô cho sạch thì. Một em đi rửa mâm mà mình ơi. Vâng. Mỗi một lần bà phải nấu một nồi cơm to này mới đủ được. Ngồi đi con. Dầu năm mỏ á. Mà cho cá sả tít to, mà cho cá tít đâu rồi.
ốm hết rồi, ba bốn bạn là bạn nào cũng sụt sịt với cả ho này. Em ngồi đi. Dạ lắm mẹ, dạ lắm ạ. Dạ. Em ngồi gần gần vào mình. Ngồi đi Nam. Con ngồi gần bà, hay gần gần chúng mình được. Rõ nó, dọc tay nó, rõ. Này là cơm có thịt các bác. Chỗ ít tuần này xem khiêm phụ tạo gió lá là gì một đó ra. Một chỗ của anh xem này nó mấy thật thả lụa nhà nó này chỉ lụa chế thế này à. Nó cả lụa thằng đọc của tất tất lên lụa này. Đây bà lấy cái ghế này, dầu này. Bà dầu lúc này đấy ta. Dầu á. Bà dầu lúc này anh chị qua. Tôi chỉ dầu. Anh chị qua má mới lúc này tên dầu. Tí bọn con đổi nhau. Đấy, con quay trước, xong là tí trợ lý mình lên quay. Bà với ở các con ăn cơm ấy, nó. Mình lấy cơm cho các cháu. Cháu ăn nào. Cú tải hơn nó dần, tải lên tường. Cơm nay ngon không? Nó là nằm ở bà ca nè. Té mà. Bà ca nè. Nó mà. Ngon. Ăn đi, em ăn đi, ăn cơm đi. Canh này là canh rau gì đấy ạ? Rau bắp cải. Rau bắp cải. Rau bắp cải. Còn cái này là măng này. Đấy, đây là thịt treo này. Bà. Con nó à? Minh Hòa. Xin chưa? Xin chưa? Ồ, vẫn còn chưa xin à? Cho rồi mà vẫn chưa xin này. Xin ra mà. Con ăn đi. Cái thịt kia bà lại treo lên cho bà nhá. Đó là mất làn dây dạ. Và đã mất hạ. Lại ít mò lên cho mắm khang. Nó mất lùa dâu như thế này. Trợ lý Minh, ăn cơm không? Mọi người giới thiệu lại tên mấy ở tuổi đi để cho các bác nhớ không lại quên. Đầu tiên là Lam bao nhiêu tuổi nhỉ con nhỉ? Các trẻ xong này. Từ nó? Nà này hả? Cậu xong, nà này nó bảo 10 tuổi. Phải không? Phải hỏi bà mới biết. Ừ. 9 tuổi. Cuối năm nó có 10 tuổi. Còn tiếp tục đến từ nó nè. 7 tuổi. Con tên là gì nhỉ? Hiền này, 7 tuổi này. Đến con. Từ sắp bài cái này. Có hồi gian này. Con. Con lớn bè à? Phương nó là. Phương, chào chào ngài. Là 11 tuổi. 11 tuổi đến con. Tuổi. Tên là gì? À, Yến. Yến. Yến 7 tuổi. Yến mấy đứa này, mấy đứa bên kia là 7 tuổi. Yến 7 tuổi này, Phương là 11 tuổi này. Hiền là mấy tuổi nhỉ?
11. Đấy, đây là Hiền. Hiền 7. Hiền với cả hai em là bằng tuổi nha. Ừ. Mình ăn đi. Đây thử cái măng xem là có đắng không. Cháu mời bà nhá. Ừ. Dạ vâng ạ. Không đắng mà. Đắng đấy. Hơi đắng nhỉ. Thế tối bọn con đi ngủ mấy giờ thì ngủ? Chà tăng mấy hôm tươi. Cả lúc thì 7 giờ ngủ, cả lúc thì 8 giờ mới ngủ. Nhà bà là không có tivi đâu nhỉ? Chị mua à? Không có. Không có. Thằng tôi để mua quần chứ nó đổ nó cho lìa lại nhưng mà cho xong thả thì tôi có bếp chừng lại mà cho chúng ta cứ lìa tạp. Bà bảo trước kia có nhưng bây giờ cái đặt chậu nó hỏng, cái tivi nó để trên gác không xem. Thấy để tivi trên gác. Chẳng nó hả? Các bạn này là xấu hổ. Bà cho con nhiều cơm quá. Bà cho con một ít thôi. Các bạn ăn ngon đi. Mẹ bằng này thôi bà. Nhiều quá, vẫn nữa đi bà. Ăn một ít cơm. Phèng mời các bạn cơm đã nhé, xong là Phèng chút đã đi ra. Nó có tư nè, khéo khéo bây giờ kế tôi bây. Từ ba mẹ chết từ cô Minh Hoa. Ồ, đây ô chả tôi từ cô Minh Hoa ấy. Hà chả ba cú lệ chết từ cô ấy hả? À, cặp và xa ba, ô cháy. Xa ba mà của mà dạ từ cho ý kiểu của ba ô cháy thế thế này. Là bà bảo gì? Bà bảo là bà muốn là có làm được một cái nhà cho các con nó ở. À, vừa nãy Phe nghe được đoạn mà bà Ua Chầu Minh Hòa. Bà cảm ơn cô Minh Hòa, chị Minh Hòa ở Đông Anh, Hà Nội gửi số tiền là 2 triệu giúp cho bà. Thì Phe lúc đầu thì Phe cũng có dự tính là sẽ giữ lại nhưng mà bây giờ thì Phe đã gửi cho bà rồi. Đấy, số tiền nó cao hơn đi. Đấy, khoảng 5 triệu, 10 triệu bắt đầu Phe sẽ giữ. À, bây giờ là 3 triệu rồi. Đấy, mai các bác gửi thêm tiền thì Phe sẽ tiếp tục đưa cho bà đến cái mức khoảng tầm 5 triệu, 10 triệu là Phe sẽ dừng lại để giúp cho bà. À, cũng mà cô chào tụi tôi ấy, tha chừng có bé tụt ba bỏ tới chị bảo hiểm lần tàu ấy, bỏ bao lỗi ấy để chị bảo hiểm lần tàu ấy. Dạ vâng, thế thì con cũng không biết nói sao nữa. Chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với cả bà và các cháu bé. Hy vọng là Phèng chia sẻ hoàn cảnh khó khăn này đến quý vị và các bạn, những mạnh thường quân trong và ngoài nước, giúp cho gia đình bà và các cháu bé có một ngôi nhà. Đấy là cái điều mơ ước của bà và các cháu bé, cho có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất nhiên là lúc này thì đang là trong thời điểm khó khăn, Phèng cũng không nói trước được gì. Mong là những tin vui nhận đến từ các bác. Số điện thoại của Phèng là 0362 906 943. Đây là cái số điện thoại Phèng để trên màn hình là hỗ trợ kêu gọi. Rất mong các bác ủng hộ giúp đỡ cho bà con nghèo, đặc biệt là bà và các cháu bé qua kênh của Phèng, qua số điện thoại đó. Giờ Phèng cũng xin phép chào tạm biệt quý khán giả và các bác. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo trên kênh của Phèng. Xin chào mọi người. Các con chào các cô, các bác.